tất cả các bạn đang xem kênh của mình nhé. Rồi trong clip hôm nay mình sẽ cập nhật và báo giá cho anh em tất cả các dòng cá hiện tại có nhà mình cho anh em xem nhân dịp cuối tuần nha. Hôm nay cũng là thứ bảy rồi, ngày mai là chủ nhật, thì hôm nay mình sẽ đăng và mình sẽ sell một số dòng cá cho anh em xem á. Anh em cứ xem hết clip đi, mình có thích cái dòng nào thì mình ủng hộ ship shop trong cuối tuần này ha. Hôm nay thì mình sẽ được khoảng 7-8 dòng gì đó. Có cả hồng kỳ cái tài nè anh em ha. Ở đây mình còn lát đác còn hai la hán luôn, hai con la hán cuối cùng nha anh em. Con siêu và một con cam pha. Rồi bây giờ mình sẽ vào chi tiết từng dòng cho anh em xem nhé. Rồi đến với cái dòng cá đầu tiên nha anh em. Dòng cá đầu tiên này là một dòng cá tai tượng châu Phi. Size của nó thì nó 5 ngón tay của mình, chuẩn chỉ 5 ngón nha anh em. Thì ở đây mình mới lên một bầy nữa. Thì giá của nó là 290k một con nha anh em. Với cái size này, cái giá này mình bao rẻ cho anh em luôn. Nhưng mà cuối tuần mình giảm nhẹ lại cho anh em nữa. Anh em nào lấy một cặp thôi, bây giờ một con cũng giảm luôn ha. Một con bình thường mình bán là 290k, bữa nay mình bán cho anh em là 250k. Và anh em nào lấy một cặp mình free ship luôn nha. Anh em lấy một cặp nha, mình sẽ free ship cho anh em luôn. Tức là một cặp 500k các bạn được free ship nữa. Tại nếu cái thùng, nếu cá này mà đóng thùng mà ship tỉnh thì nó đâu đó khoảng 60k tới 70k tiền ship nha anh em. Anh em biết lý do sao không? Tại vì mình phải đóng thùng lớn nè, mình phải đóng bọc lớn nè để cho nó phù hợp. Và mình ship tỉnh nha anh em, chứ không phải là đơn thuần mình đóng cái bọc bé bé, mình mới đóng thùng nhỏ này nọ là không có. Một cái thùng shop là 30k rồi. Đó thì ship này nọ đâu đó thì nó khoảng 100k rồi anh em ha, chi phí ha. Đó thì hôm nay anh em nào lấy một cặp mình sẽ để là 500k và còn free ship nữa nha. Đó, đối với dòng tai tượng châu Phi. Size 5 ngón, size bự nha anh em. Đó, anh em nào quan tâm cái size bự thì có thể xem qua clip này mình chọn lựa nha. Đó, thì cá đây là cá full nha anh em, full bông luôn, cá rất là đẹp nha. Ở đây mình quay đèn trắng nè, chứ anh em có đèn vàng, đèn màu được, cá này lên màu rất là đẹp luôn. Rồi, đây là dòng đầu tiên cá tai tượng châu Phi size 5 ngón, một cặp 500k free ship nha anh em nha. Đó, một con 250k không có free ship nha. Rồi, anh em nhớ kỹ cho mình. Đó, cá rất là to và đẹp. Size 4 ngón nha. Size 4 ngón thì giá của nó là 200k chẳng nha anh em. 200k chẳng. Anh em lưu ý cho mình ha, những con cá này mình chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước thôi, sau đó mới đóng hàng và mình ship cho anh em ha. Anh em thông cảm vì đây là cái mặt hàng cá cảnh mình chuyển đi chứ không có chuyển về được. Đó, anh em lưu ý cho mình ha. Đó thì tai tượng vàng Amino hôm nay thì mình có size là 4 ngón và giá của nó là chẳng 200k nha anh em. Đó, chẳng 200k rồi, cuối tuần luôn, không có bớt, nhưng anh em lấy một cặp mình free ship cho anh em luôn ha, free ship cho anh em luôn. Đó, một cặp là 400k free ship cho anh em luôn ha. Đó, đây là dòng cá tai tượng vàng Amino. Đó, size chuẩn chỉ 4 ngón anh em nha. Đó. Còn bên đây là 5 ngón, bên là 4 ngón. Đó. Báo giá công khai cho anh em dễ tham khảo nha. Đó. Thì những con cá này mình chỉ ship các tỉnh thành trong khu vực miền Nam thôi nha anh em ơi. Những con cá này nó gai góc lắm, với lại vô cái bọc thì nó quậy rất là mạnh. Đó, nên có một số mình ship cho anh em rồi nó bị dạng như 2 ngày á, nó quậy á, có khi nó lụng bọc mình phải ship lại cho anh em nữa. Đó. Còn cái vấn đề mình ship cho anh em, mình nhận tiền anh em, mình ship cho anh em mà anh em nhận con cá mà dưới cái tình trạng là nó bị vỡ bọc, cá bệnh, cá yếu, mình sẽ một đổi một cho anh em nha, nên anh em tỉnh cứ yên tâm nha. Đó, mình bán cho anh em nào cũng như nhau và bán bao nhiêu năm rồi cũng như nhau luôn. Đó, rồi ok, và đây là dòng tai tượng vàng Amino size 4 ngón, giá 400k một cặp. Anh em mua một cặp mình sẽ free ship nha, và một con mình cũng bán luôn nhưng mà mình không có free ship ha. Rồi ok, tiếp theo là cá hồng kỳ phát tài nha anh em. Hồng kỳ phát tài hôm nay mình sẽ có một cặp, một cặp nha, một cặp duy nhất và cặp cuối cùng luôn. Đó, thì cái size của nó tính tổng thể nha anh em, size của nó tổng thể là 5 ngón tay của mình ha. Đó, và giá của mình đang bán là 690k một con, dòng này thì mình không có giảm nha. Đó, và cũng chưa có hàng về thêm nữa. Đó, hồng kỳ phát tài. Đó, anh em xem cái form cá ha. Cái này thì anh em nuôi to nó rất là đẹp, nuôi to nó đẹp lắm anh em. Nó lên cái đuôi nó sẽ màu đỏ nè, tay bơi màu đỏ nè. Đó,
Thì lúc trước cũng có khá là nhiều cô chú hỏi về nó. Đó, thì hôm nay mình có hai con ở đây, gọi là hai con cuối cùng. Đó, thì hôm qua tới ba con là như mình có một khách ở Bến Tre đặt rồi. Nên ở đây mình còn chỉ hai con trắng thôi. Đó. Nó lội hơi khúc cái cây ha. Thì mình dời cây một chút ra. Quay ra đi coi. Cái này thì cái size nó nếu mà to thì nó khoảng cỡ bàn tay xòe của mình đó anh em. Bàn tay xòe ra ha. Còn đây mình tính là tính 5 ngón khép nha anh em nha. Nếu xòe ra thì nó rất là to. Cá rất là đẹp luôn anh em. Ở dòng này anh em nuôi to thì dòm nó hết sảy luôn, to. Tại vì cá to thì nó giá trị nó cũng khoảng 1 triệu mấy tới 2 triệu một con đó anh em. Đó, nếu tính size to khoảng 8 ngón, 10 ngón á. Đó, tại vì cái size này thì mình 600 mấy. Thật ra thì mình bán 700 mấy lần anh em. Nhưng mình này giờ mình bán giá thử thôi. Còn cái size nhỏ thì mình không có hàng. Đó. Nếu có size nhỏ thì anh em dễ chơi hơn. Giá nó rẻ rẻ thì anh em dễ tiếp cận hơn. Ở 690. Cá rất là đẹp luôn, đang lên màu nha anh em. Phần đuôi đỏ ha. Đuôi đỏ nha, đang lên màu rồi. Đây là cá hồng kỳ phát tài size 5 ngón. Khép giá 690.000. Rồi mình sẽ tiếp tục cái dòng khác nha anh em. Tiếp tục là dòng cá lóc. Đây là cá lóc bông Thái nha anh em, lóc bông Thái. Có con thì nó khoảng ngón út, có con nó to khoảng ngón cái, nó không có đều cỡ nha. Giá của nó là nếu mình tính ngang ngửa ha, mình tính là 30 con. Hôm nay cuối tuần anh em lấy một chục, mình để cho anh em 200k một chục nha, siêu rẻ luôn. 200k một chục. Thì mình bắt có nhỏ có lớn nha anh em. 200k 10 con, giá siêu rẻ luôn. Dòng cá lóc phong Thái vậy nè. Còn ở đây thì khoảng 2 set, 2 combo thôi. Nó khoảng tầm khoảng 20 con thôi nè, nó không có nhiều nha, nó hết rồi. Đó. Dòng cá lóc phong Thái nha. Dòng này thì anh em nuôi nó cũng lớn lắm và nó cũng khá là dễ nuôi, dễ chăm luôn. Cực kỳ dễ nuôi luôn, không có cần u siêu xíu nó cũng sống nha. Anh em thả đồng rộng rộng đó, anh em bỏ một chút gâm riêu cũng được ha. Đây là dòng cá lóc phong Thái nha anh em. Combo 10 con, giá bình thường là 300. Hôm nay cuối tuần mình để cho anh em làm combo 10 con 200.000 nha. Dòng cá lóc phong Thái. Và tiếp theo là dòng cá ngân lông nha anh em. Ngân lông này mình có size khoảng 20-22. 20-22 xăng nha anh em. Và giá mình đang bán là 300k. 300k. Giảm cho anh em 20k luôn. Còn chỉ có 280k ăn con thôi nha anh em. Giá cực kỳ là hợp lý luôn. Anh em mua thì mình cứ nhanh tay mình nhắc cái điện thoại mình alo ha. Thì cá này mình sẽ ship code. Mình sẽ ship các tỉnh trong khu vực miền Nam nha. Code là thu hộ, con này mình không code. Anh em chuyển khoản thì mình đóng thùng mình gửi thôi. Và cá của mình bình thường là gửi vào lúc 5 giờ chiều. Xe bu cục nó chạy là lúc 5 giờ chiều thì nó tới các tỉnh thành rồi, khoảng thường là nuôi trong ngày thì nó khoảng sáng hôm sau, trưa hôm sau là mình sẽ nhận được cá nha, trong khu vực miền Nam nha anh em nha. Rất là nhanh. Ngân lông xa 20-22 ha. Thì đây nó có một con lớn, hai con lớn thôi. Nói chung là anh em nào mua nhanh mua lẹ thì mình ưu tiên lựa những cái con lớn ha. Chỉ có 280k thôi anh em, giá siêu hời luôn. Size lớn là size 22, thì mình có hai con lớn, hai con nhỏ. Thì cái trị nó sẽ có màu đỏ như này, kiểu nó đỏ. Cũng rất là bắt mắt của anh em luôn. Cá liên lạc không tật lỗi anh em nha. Bao anh em là không tật lỗi nha. Và trong quá trình mình gửi mà cá có yếu hoặc là cá vỡ bọc, cá chết, mình sẽ một đổi một cho anh em nha. Nên anh em cứ yên tâm về cái vấn đề này. Ở đây mình sẽ có là 4 con ha. Theo đây mình có hai con cá lóc chân châu đen nha anh em, hai con cá lóc chân châu đen. Con còn thì nó bị dập cái mỏ này nè, nó bị dập cái mỏ nè. Thì có một con là cái size khoảng 18, con là size khoảng 17.
Ở một con mình bán giá cũ anh em, giá cũ là 220 nha. Anh em nào mà có lấy một cặp, bữa nay mình sale luôn, để cho anh em 300 ngàn thôi nha, 300 ngàn một cặp cá trân châu. Còn cái gì trường hợp anh em lấy một con là 200k ha, anh em lấy một cặp mình để cho anh em là 300k luôn. Ở đây một con đậm, một con nhạt nha anh em. Ở đây nó trắng ra, mình không biết chống máy, anh em nào mà biết chống máy thì góp ý cho mình. Ở đây một con kỳ dài đậm và một con nhạt ha. Ở đây một con nhạt nè, ở đây một con đậm nè. Trường hợp cá như thế nào mình báo như thế này nha. Đó, một cặp 300k nha anh em. Đó, siêu rẻ luôn, tính ra con có 150 ngàn. Đó, size 17-18 nha, cá lớn. Đó, một con lợn, một con đậm. Dòng két nha anh em, dòng két. Két ở đây mình sẽ có két vàng, két đỏ nha anh em. Két vàng, két đỏ, thì két đỏ thì cái size nó đâu đó 3 ngón tay của mình. Và con vàng thì nó khoảng gần 3 ngón nha anh em, gần 3 ngón. Đó. Thì két đỏ này mình bán với giá là 150 ngàn một con nha. 150 ngàn một con. Và két vàng sẽ là 130 ngàn một con. Đó. Và ở đây mình có 2, 4, 6 con, anh em mà có nhu cầu lấy hết, ok, mình sell cực kỳ, sell sát giá cho anh em luôn. 100 ngàn một con nha, 100 ngàn một con, két rất là đẹp nè. Ở trong đây có 2, 4, 6, có 7 con thôi, sell siêu rẻ cho anh em luôn, sát giá cho anh em luôn, không có lời luôn á. Đây, một ở đây có 4 con đỏ và 2 con vàng, 1 con cam á, tổng cộng là 7 con. Ở giá siêu hời luôn, anh em lấy hết nha, anh em lấy một cặp thì vẫn là 150k và 130k nha. Đây có hai loại và hai size. Đó, dòng cá két. Mình đến với củ sừng hoàng đế nha anh em. Rồi, củ sừng hoàng đế. Củ sừng hoàng đế hôm nay mình có size 18 nha anh em. Size 18. Đó, size 18. Size 18. Và giá của nó là 250k nha anh em. 250k. Size 18 250k, dòng củ sừng hoàng đế nha anh em. Ở đây kỳ thì nó cũng có gì đặc biệt, mình quay hơi nhanh ha. Rồi, tiếp tục dòng khác nha anh em. Tiếp tục với dòng cá sấu quá tiễn nha anh em. Sấu quá tiễn hôm nay mình có size tầm khoảng 17-18 nha anh em. Đó, 17-18. Đó. Và giá là 180k một con nha anh em. 180k một con. Đó, cá sấu hoa tiễn. Trong này thì cũng siêu dễ nuôi luôn, mình gọi là siêu dễ nuôi. Nó ăn mồi là bá nạp anh em nha, nó ăn mồi là bá nạp luôn. Dòng mồi sống thì nó ăn bất chấp. Thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt vịt thì anh em cứ thảy vô là nó quất hết rồi. Cá con tôm tép trùng hay là sâu thì thảy vô là nó quất hết. Rất là dễ nuôi và anh em thậm chí không cần oxy anh em cũng nuôi vẫn được luôn. Nuôi hơi chặt cũng được luôn. Trong này thì mình khẳng định với các bạn là cực kỳ dễ nuôi nha, cá sấu hoa tiễn. Đó, anh em nào mà dạng mới chơi tập chơi, anh em chơi với cái dòng săn mồi này là bao lầy luôn, mình khỏi sợ là cá bệnh này bệnh kia chết thì nó rất là cao bò luôn. Đó, đối với dòng cá sấu quả tiễn này nha anh em, và anh em nuôi nó rất là nhanh lớn nha. Nó rất là nhanh lớn và cái mức độ lớn nó cũng khoảng mười mấy ký anh em, nó khá là to. Rồi, đây là cá sấu quả tiễn. Giá 180k một con. 180k. Rồi anh em nào lấy một cặp 350. Và free ship luôn. Ok ha, cuối tuần vui vẻ. Rồi tiếp theo là củ sừng vàng albino. Củ sừng vàng albino này mình có size 12 nha anh em. Size 12, giá 120k một con. Và anh em lấy một cặp mình để cho anh em 200k nha. Một cặp là 200k. Anh em lưu ý cho mình ha, cái dòng nào mình báo free ship là sẽ free ship, và mình không báo free ship thì mình sẽ có phí ship nha. Anh em lưu ý cho mình. Để thôi gửi tới nơi anh em trả tiền ship 20-30 ngàn gì không sao, bán nói free ship này nọ, mình nói rất là rõ ràng, cái nào free ship mình sẽ báo là free ship. Để cho anh em là khỏi có lu bu này nọ, rồi gửi tới này nọ, rồi nói cũng clip báo như vậy mà như vậy. Không, mình báo rất là rõ ràng nha anh em. Cái nào free ship mình sẽ báo free ship. Đó, đây là củ sừng vàng albino. Trong kia còn con cá tê hồng dĩ nè, còn một con với con cá chê banda luôn. Chê banda
thì mình ta nó size khoảng size 10-11 anh em. Nó 30.000 con ha, còn cá trê hồng vĩ là 80.000 con ha. Anh em lưu ý cho mình cái đơn hàng thì tầm khoảng từ 200k trở lên nha anh em. Từ 200k trở lên mình mới đóng thùng và mình ship cho anh em nha. Còn dưới 200k là mình không có ship nha anh em, lưu ý cho mình. Đó, tại vì phí mình gửi á, cái phí thì các bạn trả rồi, nhưng mà mình còn phải tốn thùng ship vô bọc trống oxy nữa anh em, mua ít mình cũng đủ chi phí nha. Rồi ok, bây giờ còn cái dòng nào nữa. Rồi ở đây mình còn hai bé la hán cuối cùng. Đó, cuối cùng lô la hán là nó tùy chủng rồi. Đó rồi anh em. Đó, từng sẽ có lẽ từng sau hoặc là từng tới mình sẽ lên la hán nha. Ở la hán ở đây mình còn ở đây một con la hán siêu. Siêu đây thì cái size nó là 3 ngón khép nha anh em. 3 ngón khép. Giá mình bán là 300k nha anh em, 300k. 3 ngón khép. Đó, siêu thì nó sẽ có cái màu đặc trưng là màu xanh dạ quang nha anh em xem cái màu của nó rất là đặc trưng. Đó. Dòng la hán siêu size 3 ngón khép, giá 300k nha anh em. Còn một con cam pha hai tông. Đó, cam pha hai tông. Đó, size 3 ngón khép. Mình bán với giá là 300. Đó, 300k nha anh em. Đó, nó cái màu nền nó sẽ là màu đỏ nha anh em. Đỏ và đuôi vàng. Cái này thì anh em nuôi ngày lớn thì nó lên màu khá là đẹp nha. Dòng cam pha F3 hai tông. Còn con cuối cùng nha anh em. 300k thôi, anh em ủng hộ mình cho nó hết hàng nha. Để tuần sau mình lên hàng mới anh em ơi. Đó, và đây là con cuối cùng của clip ngày hôm nay. Đó, anh em thấy cái cá nào thích thì anh em ủng hộ mình con hai con ha, cuối tuần vui vẻ anh em ha. Đó, thì đây là con cam pha F3 hai tông, giá 3 xị thôi. Cam pha thì anh em nuôi lớn không thất vọng đâu, cá lên màu rất là đẹp. Đây là cái clip tổng kết những con cá của mình trong cuối tuần này. Đó, anh em xem mình thích loại nào mình cứ xem mình tham khảo ha. Đó. Nó cũng đa dạng, nó cũng nhiều mẫu mã để anh em có thể xem và lựa chọn ha. Đó. Rồi, và video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Đó. Anh em thấy hay thì cho mình một like, hoặc là muốn xem những cái đợt tiếp theo mình có những cái dòng cá gì thì anh em hãy nhấn cái nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất của mình nha. Đó, rồi mình xin chào anh em nha.